Tử vi tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Ngọ với chủ đề tinh thần hăng hái chạm tới thành công. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Ngọ cho thấy tháng khởi đầu năm mới có thể coi là khoảng thời gian khá tốt lành đối với con giáp này. Với tinh thần lạc quan, hăng hái, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Ngọ cho thấy rằng tháng khởi đầu năm mới có thể coi là khoảng thời gian khá tốt lành đối với những người tuổi Ngọ. Với tinh thần lạc quan, hăng hái, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, để có thể gặt hái được thành công như ý thì bạn cần phải biết nhìn thẳng vào thực tế, đồng thời kiên trì, quyết tâm thực hiện mọi việc đến cùng. Tam hợp cho thấy phương diện sự nghiệp của người tuổi này tiến triển tương đối thuận lợi. Dù bạn là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Cốt lõi là bạn chịu bỏ công sức ra mà học tập, làm việc. Hơn nữa, thời điểm này các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ đem lại cho bản mệnh sự trợ giúp đáng kể. Điều mà con giáp này cần phải chú ý chính là thay đổi bản tính cả thèm chống chán của mình, tránh hăng hái lúc đầu rồi lại bỏ dở giữa chừng. Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, bạn cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mà mình chưa hiểu rõ. Có thể bạn sẽ tìm được những hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân. Song, dù có đồng tiền dư giả, bạn cũng cần chi tiêu tiết kiệm hơn, tránh đốt tiền vào những thú vui không lành mạnh. Chuyện tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp đỡ, người độc thân có thể được giới thiệu những mối làm ăn hoặc đối tượng triển vọng. Bạn cũng đã cởi mở hơn nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết một cách nhanh chóng. Quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thường xuyên trao đổi để đi tới những quyết định thống nhất. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Ngọ luận về sự nghiệp. Người tuổi Ngọ khởi đầu năm mới với những dấu hiệu tích cực trên phương diện sự nghiệp nhờ có sự giúp đỡ của cục diện tam hợp. Bạn có thể tự nhận ra rằng mình bắt tay vào công việc gì cũng đạt được sự thuận lợi đáng ngạc nhiên. Dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa cũng sẽ đạt được thành tựu. Tất nhiên, để có thể chạm tay vào những điều mà mình mong muốn, bạn cũng cần phải cố gắng hết sức, bởi chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân phải cần cù, chịu khó, quyết tâm khi đối diện với những sự cố bất ngờ, trở nên cả thèm chóng chán, muốn từ bỏ khi mới gặp phải khó khăn. Làm được những điều này thì việc gặt hái thành công sẽ nằm trong tầm tay của con giáp này. Các mối quan hệ xã hội tốt đẹp cũng mang lại nhiều tác động tích cực cho vận trình của tuổi Ngọ. Xung quanh bạn luôn có những người đồng nghiệp tốt, những vị lãnh đạo sáng suốt sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhìn thấy năng lực của bạn nên sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ vừa mang tính thử thách vừa củng cố vị trí của bạn. Do có nguyệt lệnh lâm thai chiếu mệnh nên bản mệnh cũng cởi mở hơn trong lối suy nghĩ. Bạn thường ham nghiên cứu, tìm tòi những điều mới mẻ, nhờ đó mà tìm ra con đường mới để phát triển bản thân. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận thông tin, bạn cần phải tiếp thu có trọn lọc, đừng nên nhẹ dạ cả tin kẻo rơi vào cái bẫy của kẻ xấu khiến bản thân muốn dứt ra mà không dứt ra được. Một số người cần phải nhắc nhở mình tập trung vào nhiệm vụ,
không để dư âm những ngày Tết ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trí. Khi đã quay trở lại với guồng quay công việc, bạn không nên có những tư tưởng ăn chơi, hưởng thụ được đến đâu hay đến đó, khiến cho công việc của bạn trở nên trì trệ, không phát triển. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Ngọ luận về tài lộc. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Ngọ, vận trình tài lộc của con giáp này cũng có những bước tiến đáng kể trong tháng 1 âm lịch này. Bạn gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về tuổi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dưới ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, nhờ thế mà việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh cũng có thể tiến hành ngay trong lúc này. Tuy nhiên, người còn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm đầu tư kinh doanh thì không nên đưa ra những quyết định chủ quan, nóng vội chỉ vì muốn bằng được người này, người khác. Bạn nên dành thời gian để học hỏi, tìm hiểu thêm những kiến thức mới, đồng thời tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm để tránh những khó khăn, thiệt hại kinh tế có thể xảy ra. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn nên nhìn thẳng vào thực tế chứ không nên mơ mộng quá mức. Chỉ khi có cái nhìn khách quan, đúng đắn, bạn mới đưa ra được những kế hoạch chính xác, phù hợp với bản thân mình, giúp cho tiết kiệm tiền bạc trở nên thuận lợi hơn. Trên phương diện chi tiêu, bạn nên nhắc nhở mình sống tiết kiệm, đừng bỏ quá nhiều tiền cho các hoạt động vui chơi, hưởng thụ. Kẹo túi tiền dù có rủng rỉnh đến mấy rồi cũng sẽ nhanh chóng cạn dần. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Ngọ luận về tình duyên. Chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ phát triển rực rỡ vào tháng khởi đầu năm Nhâm Dần 2022. Dù là người độc thân hay là người đã lập gia đình, bạn đều có thể được hưởng niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại. Tam hợp thúc đẩy vận trình tình duyên cho người độc thân. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, rộng rãi có thể giúp bạn gặp được người phù hợp với mình. Khi có thiện cảm với ai, bạn cần nên chủ động theo đuổi và tìm hiểu. Chỉ cần chân thành thì bạn ắt sẽ khiến cho người ấy rung động. Một số người còn được người thân, bạn bè giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn hãy cho đối phương cơ hội cũng như cho mình một cơ hội bạn nhé. Tuy nhiên, bạn cũng phải cần lưu ý, phải nên giữ khoảng cách với người khác giới. Bởi tính cách ham vui, hời hợt quá mức của bạn sẽ khiến cho mọi người xung quanh phải chịu tổn thương. Nếu đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu nhau, hai người luôn bàn bạc kỹ những chuyện trước khi bắt tay vào những việc gì để giảm thiểu được những tranh cãi bất đồng không đáng có. Bạn rất trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có được. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Ngọ luận về sức khỏe. Trong tháng 1 âm lịch này, những người tuổi Ngọ có tình hình sức khỏe có dấu hiệu đi xuống trong tháng này do phải chịu tác động xấu của Bạch Hổ. Hung tinh này mang đến điềm báo tai họa, hỏa huyết quan, gây bất lợi cho sức khỏe. Vì thế mà bản mệnh cần phải cẩn thận khi lao động chân tay, khi sử dụng các vật nhọn cũng như khi tham gia giao thông để tránh những tổn thương không đáng có. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nhớ duy trì lối sống điều độ, chớ quá sa đà vào việc ăn chơi, hưởng thụ, khiến cơ thể mụ mị, thiếu tỉnh táo. Thay vì tốn quá nhiều thời gian để chơi bời, bạn có thể rèn luyện thể thao hoặc đọc thêm sách vở khiến cơ thể và tinh thần đều khỏe mạnh, trong lành mạnh hơn. Sau đây là cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Ngọ trong tháng 1 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, nam sao Vân Hớn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Tinh thần hăng hái, dễ gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu nâu. 2.
Tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, không nên cả thèm chóng chán, hãy kiên trì với công việc của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu cam, màu hồng. 3. Tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Quan hệ xã giao tốt đẹp, thích hợp để ký kết hợp đồng. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, nam sao Phân Hớn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Vợ chồng thấu hiểu, luôn trao đổi mọi công việc với nhau. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 5. Tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Gặp được người phù hợp, mối quan hệ đôi bên tiến triển nhanh chóng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Già Hợi, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tháng 1 âm lịch trong năm Nhâm Dần 2022 của tuổi Ngọ chi tiết. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video